Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Meo TV. Thì mình đây, Khánh mua đồ trên mạng đã quay lại. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review một món đồ mình mua trên mạng nha. Thì như đã nói, tuần này mình vẫn là Tiki. Còn món hàng Tiki vừa mới trao đến tay mình và mình sẽ unbox nó ngay bây giờ luôn. Thanh 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 là cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Đặt quá lâu rồi nên là cũng không nhớ nó là cái gì luôn. Món hàng này mình mua với bán giá bao nhiêu ta? 97 ngàn, gần 100 ngàn rồi. Cái gì ta? Cái gì mà 97 ngàn ta? Ồ, nó nhỏ xíu à. Một cái hộp bự nhưng mà nó nhỏ xíu à. Trong một cái bịch. Tên 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 tên. Cái gì đây? Móc khóa thư giãn hả? À, wow. Lại giống như cái clip trước đây. Cái món móc khóa này nó hơi bị cũ nha. Mình không biết nữa là do bụi ở đâu hay gì, nhưng mà mình thấy nó có bụi này. Nó hơi lem luốc tí á. Nó không có được mới tinh á. Tiki cho Tiki, hai clip rồi đó. Mà để xem coi, có khi là do bên gói ghém thế nào á. Đây là một cái móc khóa 97 ngàn nha bạn. Tôi đã bỏ 97 ngàn ra để chỉ mua một cái móc khóa. Và nó nói là móc khóa thư giãn. Thì nó thư giãn chỗ nào nha? Nhìn cái hình thù này cũng không có gì là vui nhộn hết. Tôi mua nó tại vì cái tên của nó là móc khóa thư giãn, chứ không phải cái hình này có gì đâu hay. Nhìn như cái micro thôi nè, giống như cái micro mà micro này quá nhỏ. Có công tắc ở đây thì chắc cái phần này nó sẽ giúp bạn thư giãn. Tôi mở thử nha. Trời ơi, nó cực mạnh luôn á mấy bạn. Ủa sao nó hết rồi? Ê má ơi, nó xài được có một lần duy nhất trong đời luôn á. Tôi giờ tôi mở on lại nó không chạy nữa nè. Ô, nó chạy nữa rồi. Chưa có ấn mở luôn. Ủa cái móc khóa bị ngã nhập hay gì mà sao mà lúc mở lúc không vậy trời? Cái tiếng này nghe quen lắm nè. Cái tiếng này nghe quen lắm. Chốt về quá khốn. Đó, nghe chưa? Hình như tôi từng nghe thấy cái tiếng này ở trong những cái bộ phim nào á. Rất là lâu lắm rồi. Cái tiếng này nó thoáng qua trong đầu tôi. Hình như tôi từng thấy cái tiếng này nó xuất hiện trong bộ phim nào rồi. Cái tiếng động cơ như thế này nè, nhẹ nhàng du dương. Ai biết cái tiếng này nó xuất hiện ở phim nào, comment bên dưới giúp mình nha. Nhưng mà cái này mở Tiki ra tôi đọc thử coi cái phần thông tin thôi. Tôi là tôi á, chúa mua hàng trên mạng cũng là chúa lười đọc thông tin mặt hàng ở trên mạng luôn. Tôi chỉ thấy nó thấy mắc cười cái, hoặc là thấy nó lạ lạ cái tôi mua về để tôi quay clip ha. Không có để ý, hiểu không? Mấy bạn á, mua thì bớt giống tôi nha, phải để ý mấy cái này. Mô tả sản phẩm tiện lợi mang bên mình, quà tặng ý nghĩa cho bạn bè, màu sắc nổi bật đẹp mắt. Sản phẩm có chức năng rung động mạnh mẽ sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ thú vị. Hồi nãy tôi cũng hơi bất ngờ thiệt, thú vị hả? Chỗ nào ta? Với kích thước nhỏ gọn có thể bỏ túi, bạn sẽ tự tin mang sản phẩm đi bất kỳ nơi đâu bạn muốn. Hơn nữa, sản phẩm có thể dùng massage vùng mắt, trán, vùng thâm mắt hiệu quả, sẽ rất hữu ích dành cho các bạn nữ lắm nhé. À, cái này là massage mắt hả? Cũng được. Ấy da, ai mà trời. Nó tê đó mấy bạn, nó mạnh lắm, muốn lật con len mình ra luôn. Vùng trán hả? Chạy qua chạy lại vậy hết à. Khá là tê nha, nếu mà bạn in chặt vô nó khá là tê. Là cái máy này nó là cái máy massage nhưng mà nó làm thành nhỏ thành cái móc khóa đúng không? Vậy thôi hả? Nhưng mà tôi thấy cái này nó, cái hình thù của nó rất là quen thuộc luôn nha. Nó khá là quen thuộc, vẫn chưa nhớ ra. Trời ơi sao tự nhiên hôm nay não mình trì độn. Sao đi mấy bạn, tối hôm qua tôi mới thức nguyên đêm nên là hơi bị trì độn. Super Power, món hàng này tên Super Power. Rồi để tôi thử coi, cái này nó nhỏ vậy thì chắc tôi massage được cho mấy con chó con mèo. Để tôi thử coi. Tê mặt quá, mới đưa lên mặt tí xíu mà giờ cái mặt còn tê luôn nè. Fuck. A few moments later. Kì có muốn thư giãn không Kì? Kì muốn thư giãn không? thư giãn sao kỳ vậy Kỳ? Này thư giãn nè, em muốn thư giãn em. Kêu ghê vậy em biết cái gì rồi, cái này là mấy cái móc khóa thôi mà em phát ra những cái tiếng kêu là ghê. Kỳ cho em Kỳ. Chán Kỳ quá, Kỳ thật là vô vị. Ok, cái này tôi cũng thấy nó như lời Tiki nói là nó cũng khá thú vị đó. Cũng khá thú vị nha. Cái này móc lên cặp đi học hay là đi làm được không ta? Tôi cứ cảm giác như tôi thấy nó ở đâu rồi á, nên là tôi hơi sợ về cái việc mà đeo nó show ra ngoài.
nhưng mà tự nhiên mình không nhớ cái bí một. Các bạn có nghĩ là tôi nên treo cái này lên cái túi mà tôi hay đeo ra ngoài đường không? Nếu có thì comment ở dưới nha, nếu không cũng comment luôn để xem có mấy bạn muốn tôi đeo hay không. Còn cái này thì tôi thấy thú vị, massage cũng được, nó tê, chắc bữa nào tôi phải mua tinh dầu vậy tôi massage mặt. Trời, tôi massage xong bây giờ cái len tôi nó chạy loạn xạ luôn rồi, nó không có nằm ở chỗ luôn. Đây là máy massage chỉ dùng khi không đeo len thôi nha, còn đeo len bây giờ là nó chạy mắt một nơi, len một nơi luôn rồi đó. Ok, nếu mà các bạn có muốn có một cái y chang như vậy thì lên Tiki đặt nha, nó có tên là móc khóa thư giãn. Còn các bạn có muốn thư giãn bằng nó hay không thì mua về đi thử rồi biết. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, nhớ like và subscribe cho MFTV nha.